Chào mọi người. Trong video trước chúng ta đã nói về việc tính về ngày, về thời gian trong ngày, về năm. Trong video này mình sẽ nói về đề khác liên quan vấn đề ngày, đó là phải tính khoảng thời gian, tức là tính khoảng thời gian giữa hai thời điểm. Cái này Python hỗ trợ rất là mạnh mẽ. Nhưng khi chúng ta sẽ import cái thực hiệu đã. Import datetime e dt. Cái này chúng ta sẽ tạo ra hai cái ngày. Ví dụ này, hôm nay là ngày bao nhiêu? 12. May bằng là dt chấm date chấm date. Nếu bạn nào biết date là gì thì mọi người xem lại cái video trước nữa của mình, cách đây một video nhé. Dt chấm date, hôm nay là ngày hôm nay là năm 2021 này. Ngày thứ hôm nay là ngày tháng 12, ngày 12. Ok rồi, xong. Hôm trước bằng dt chấm date hoặc để hiển ngày đi nhá, 2021 phẩy tháng 12 phẩy như ngày 15 đi, à, 10 10 thấy chưa. Bây giờ chúng ta sẽ tìm ra số ngày, khoảng ngày, số ngày đi, số ngày sẽ bằng là đơn giản thôi, trừ hai ngày với nhau, hôm nay trừ hôm trước, phải in là chung là học Python nó rất đơn giản, nó gần giống như ngôn ngữ tự nhiên. Ở xong chạy đi. Rồi, y là 2 ngày đi. Mình đổi này chút xem, ví dụ ngày 10 mùng mùng 6 đi. À 6 ngày, đó. Nó cách khoảng cách giữa ngày nọ ngày kia. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta cần một chút là bây giờ nếu mà mình muốn cộng ra. Ví dụ hôm nay mình muốn tính xem 3 ngày nữa thì ngày mùng mấy mình làm nào. Cái đó thì Python nó có hỗ trợ gọi là time delta. Mình nghĩ khoảng nha nhé. Khoảng ngày. Khoảng ngày sẽ bằng là dt chấm time delta. Mình nghĩ thêm, ví dụ như thêm ngày vòng 3 ngày ạ. Ok. Vậy thì mình sẽ cộng vào đúng không? In đi luôn. Hôm nay cộng với khoảng ngày. Thì ra ngay được là ngày 10, 3 ngày nữa thì thành 15 tháng 12. 15 tháng 12. Ok. Rồi, để chúng ta tiếp tục thêm một mục nữa. Nhưng thằng tem ta này không chỉ dừng ở cái khoảng tính cái ngày mà nó có cái mẫu của nó như sau. Cái mẫu của tham meta như sau. Ví dụ như là đây mình sẽ một khoảng ngày mới. Khoảng thời gian đi. Ra, rồi. Vậy thì ta có ngày đúng không? 3 ngày cộng thêm mấy phút rồi, mấy giờ đi, 3 ngày hoặc là giờ tức là ao 5 tiếng nữa thì xem nó ra cái gì. Sao
sao lỗi nhỉ? À, thiếu từ chữ K. Pin à, hàng này phải cho nó cho ngay thế độ này in được. Này mình làm cái mẫu này mọi người xem video cho trước nhá. Còn nói vấn đề là in ra cái thời gian nó như nào. À, x không nhỉ? À, không phải ở ngoài. Và chúng ta cũng thể là automate ngày chúng ta đang đợi ở hàng này là DT đây là một ngày để time cơ được, còn DT là ngày chứ được date thôi. Thế giờ ta đây là cộng ngày đúng không, chúng ta đã cộng mấy ngày rồi, ta trừ ngày thêm như nào. Thì trừ ngày. Và bây giờ chúng ta chuyển sang mục date time thì được, chơi thì date thì nó chỉ nếu mà có in thì in ra cái ngày không có giờ, giờ thì cũng không hết. Chúng ta cử dụng date thì ta sẽ như sau. Thời điểm. Thời điểm 1. Sẽ bằng là DT chấm date time. Đây là thời cả ngày đến giờ mở ngoặc có năm này 2021 tháng là tháng 12 ngày 12 5 giờ đến phút rồi nhỉ, không phút không giây mở sáng đi. Thời điểm 2 sẽ bằng ngày 13 tháng 12 này. Ngày 14 đi, 14 15. 15 là 14 giờ 32 15 giây. Thì ta sẽ tìm khoảng thời gian giữa chúng nhé. Thì ra tính là khoảng thời gian sẽ bằng là thời điểm 2 trừ thời điểm 1 y đây nào, nó sẽ ra cái gì. Đâu, in ra là 3 ngày 9 tiếng 32 phút và 0,5 giây, sẽ sai biệt nó như vậy. Mình đổi một tí phải lên 10. Chắc cái này thuộc còn 22 thôi. Đó, 3 ngày 9 tiếng 22 phút rồi. Đấy khoảng thời gian nó cần in ra. Cái này rất hiệu quả khi mọi người đẩy dữ liệu vào một file CSV kiểu dùng vi thông để nhận dữ liệu web server về cho mọi người sẽ tùy biến những ký hiệu đó rồi bạn đẩy vào một cái file dữ liệu mới thì rất tiện những việc như này. À, bây giờ chúng ta sẽ có thể tiếp theo là ví dụ lấy tuổi hạn, bây giờ làm nào để tính tuổi chúng ta bây giờ, ví dụ như là mình chẳng hạn mình chẳng hạn ngày sinh giờ năm ngày sinh của mình là bằng bằng là mấy giờ nhỉ, DT chấm date time đơn giản đi, mình sinh ở tháng 1984 này, tháng 12 này, năm ngày 17 này, vào vào lúc như là 10, 11 giờ 11 giờ 45 11 giờ 45 giây chẳng nhớ nhiều thằng 23 đi rồi. Thế thì mình tính tuổi mình như thế nào,
hôm nay bằng dt. Lúc điểm này nhé, lúc này thì mình đang viết cái này, lúc này bằng là dt chấm s time chấm nào, tại mình phẩm nào thì mình sẽ trừ đi tuổi sẽ bằng là lúc này trừ đi ngày sinh print. Mình đã sinh được ở ngày một cho nên ngày ngày giờ. Bây giờ mình muốn in ra cái tuổi mình thôi, chứ còn in theo định dạng là ngày tuổi mình như nào như bài trước mình nói. Mở ngoặc này để định dạng này, bây giờ thứ này phải có f f string nữa, f phải rồi xong rồi. Năm nhầm gì nhỉ? Mình biết nhầm gì chăng? À, rồi đất thang không được. Nhỉ? Từ đã, mình chỉ chỉnh chút. Đất thang. Nhầm nó quá nhỉ? À, khoảng thời gian đúng nhỉ? Khoảng thời gian thì không được. Khoảng thời gian thì không được. À, sun support string to date time delta format. À được rồi. Vậy ta xem là Google quên xem là cái delta format thế nào. Mình quên bé này đấy. Delta format. Đây rồi. Đi thông. Delta format. Delta có lẽ cái này nó hơi phức tạp, mình bỏ này vì cái này tính toán ở ngoài nội dung chúng ta cần làm. Phải coi nhá, mình chỉ biết cái tính cái tuổi của mình là vậy thôi, nó không định dạng đi kèm. Chia cho nhá, chia cho 365 chia lấy tiếp không nhỉ? 37 đó. Thì mọi người chú ý luôn là khi mình kiểu này thì mình cái thứ ngày ra và chia ra 65 37 cái hai gạch cái một, nếu mà chỗ gạch là chia xuống chia xuống lấy lẻ, còn nếu mà có hai gạch ta sẽ lấy ra số nó chẵn, bỏ bớt phần phân đi. À, đó là nội dung của hôm nay, nói về việc tính khoảng cách giữa hai thời điểm trong thời hai thời điểm. À, cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ quay lại với một video mới sắp tới theo một chủ đề khác.
Nếu mọi người thấy video hữu ích hãy chia sẻ hoặc là like hoặc comment hoặc là ủng hộ kênh bằng cách đăng ký. Hy vọng rằng mình sẽ liên tục được đưa ra được nhiều video để phù hợp hơn với mọi người để học nhanh môn vi thông này. Chúng ta học vi thông chủ yếu là để làm công cụ. Sau đó mọi người dùng cái công cụ đó áp dụng vào công việc của mọi người để kiếm được tiền. Mình đang làm vậy đó. Đấy, mình lập trong này hoàn toàn là lập trình kiếm sống. Còn thời gian mình có rảnh một chút thì mình làm video đăng lên mạng. Một phần là để nổi tiếng đã. Còn kiếm tiền quảng cáo lâu lắm bạn ạ. Chẳng bao giờ có đâu. Mình cứ làm để chia sẻ, để nhiều người biết đến mình thì cũng tốt. Người ta nhiều khi mình làm cái code này nó phản hồi lại anh làm chưa được thì mình hay quá, mình phải biết là mình tự sửa để tự học. Chứ còn bây giờ ở trường dạy thì bao nhiêu bạn, ở trường dạy chỉ là thế thế thôi, mình được cái thiên hạ giúp cho mình, người ta chỉ mình anh làm chưa đúng, chứ chưa nhanh thì mình sửa lại. Đó, mình làm cái video kiểu như này như vậy, mình không phải người dạy, mình là người nói những điều mình biết. Và mọi người nếu mà thấy sau khi xem xong thì được thì bảo là được, chưa được thì bảo là chưa được, làm chưa ổn, cho anh làm vẫn thiếu ý, chưa chưa đủ, hoặc là anh làm sai thế này, mọi người cứ phản hồi lại, mình sẽ đọc và mình sẽ lại sửa lại để làm mình hoàn thiện hơn, để tương tác càng nhiều càng hoàn thiện. Chứ không phải mình chẳng phải người dạy dỗ à, mình không phải người dạy ở đây, mình chỉ là người biết một số thứ, mình kể lại nói lại những mình biết, mọi người nghe, mọi người phản hồi, đó là điều hạnh phúc nhất trong đời. Chứ còn mấy người hay làm video kiếm tiền trên YouTube chả ăn thua gì đâu, kiếm mấy đồng ăn thua gì mà thuế nặng nề lắm. Làm nghề khác kiếm tiền nhẹ nhàng, làm nhanh hơn, im lặng hơn chứ không ồn ào như thế này, kiếm sống đủ thôi, đủ sống chứ trời YouTube cũng khó mà thuế mão nặng. Nhưng mình cần một cái các bạn phản hồi để cho nó, để mình còn biết và sửa chữa. Chứ bây giờ vào dự án rồi mà lúc bị phản hồi lỗi thì còn tệ nữa, lúc đó thì khóc vì không có cơ sở sửa mà sửa mất công lắm. Và những vụ dự án làm cả đống cốt rồi mà ngồi mà sửa thì thôi xong, thế phải những việc nhỏ phải làm trước đi, nếu sai lầm gì ta chữa chỉ ngay thì mình còn chỉnh trước. Và những lỗi nhỏ mà sửa trước thì không sợ gặp lỗi lớn, cổ nhân bảo rồi. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại trong video tới. Hy vọng mà những việc làm video này giúp cho các bạn trở nên giỏi hơn, biết nhiều hơn, và mình cũng được mài giũa lại năng lực của mình, nhìn nhận lại mình để nói giỏi hơn. Hẹn gặp lại vào video tới.